Vâng, sau đây thì em sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta lắp cái máy cưa xích xăng Honda 7000 này nhé. Đầu tiên thì anh em lắp hộ em cái chống chống vào vào gỗ này hộ em nhé. Đây mình lắp vào đây. Đấy. Ở đây là mình có cái cây cây vặn này. Mình vặn vô nhé. Đó, như vậy là được nha anh em nhé. Đây, như này là được này. Rồi. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ vặn mình sẽ lắp lam lam và xích. Thanh lam thì mình lắp vào đây này. Được chưa? Thanh lam mình lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp xích. Anh em lưu ý là lắp lắp xích đúng chiều em nhé. Đó. Ở đây nó có cái mũi tên này, anh em nhìn thấy chưa? Đây nó có cái mũi tên này. Đấy, nó có cái mũi tên, anh em lắp đúng theo cái chiều cái mũi tên này của em nhé. Cái mắt xích này nó phải đi đi lên phía trước này để nó cắt này. Tránh tình trạng anh em lắp ngược nhé, đây có cái mũi tên đấy ạ. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ lắp ốp lam xích. Cái ốp lam xích này thì anh em nhớ là cái chốt này nó phải vào đúng cái lỗ này nhá anh em nhé. Mình lắp cái chốt này phải vào đúng cái lỗ này để mình tăng tăng lam xích nhé. Nếu mà nó chưa vào thì anh em điều chỉnh cho nó vào. Mình điều chỉnh bằng cái con ốc ở đây này. Đấy con ốc đây ạ. Có con ốc ở đây là mình điều chỉnh này. Đấy, vào là được. Sau đó mình bắt hai con ốc đây. Sau khi xong lắp xong rồi thì anh em lắp hờ cái hai con ốc này thôi, rồi mình tăng xích lên nhé. Mình tăng xích lên. Đấy. Mình tăng xích lên, xích nó chỉ cần trùng trùng như này là được nha anh em nhé. Đấy, xích nó trùng trùng cái này là được, nó có độ co giãn là được. Anh em lưu ý đừng đừng có lắp xích nó căng quá nhé. Đấy, xích trùng trùng cái này là được, sau đó mình vặn chặt cái này là được. Đó, mình siết chặt là ok thôi. Đấy, xích như này là ok đấy anh em nhé. Rồi tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh em cách chúng ta pha xăng nhớt nhé. Đây là cái bình pha xăng nhớt này. Ở đây thì nó có cái vạch 25 chia 1 này. Đấy, anh em cho xăng đến đây nhé. Đấy, mình đổ xăng đến vạch 500 này. 500 tức là một nửa lít. Rồi, cái phần trên này là mình cho nhớt vào. Đây là vạch xăng, mình để xăng đến đây nhé. Xong mình đổ nhớt nó đến cái vạch này là được. Cứ một một cái bình này thì mình cho hai lắp nhớt hai thì nhé anh em nhé. Đấy, hai lắp nhất hai thì là mình lắc đều lên. Mình lắc đều lên mình đổ vào đây nhá. Đây là hộc để chứa xăng này. Đấy, hộc chứa xăng thì mình đổ vào đây. Đấy, đây là chỗ này là hộc chứa nhớt nhớt thải xe máy nhá. Đấy, cái nhớt thải cái dầu thải xe máy ấy, mình đổ vào đây. Mục đích là mình để bôi mình tra xích tự động này này, mình tra cái dầu thải vào cái xích này để cho nó trơn, trong quá trình mình cắt này nó sẽ dễ nhá. Đấy. Khi mà mình giật máy thì anh em kéo cái nút gió này ra này. Đấy, kéo nút gió này giật một hai cái hộ em, giật một hai cái thôi, xong mình đóng nút gió này vào. Mình bật công tắc này lên, giật là nó nổ luôn ạ. Cái phiên bản mới này nó về thì nhà máy nó đã cải tiến là không sử dụng cái bơm xăng bằng ở đây rồi. Cái nút bơm xăng này nó có cái nhược điểm là nó rất dễ bị va đập, là nó gây gây rách, gây vỡ.
Đấy, nó rách nó vỡ thì là xăng của nó sẽ bị chảy, nên là nhà máy người ta cải tiến cái bộ chế là không sử dụng cái đấy nữa. Đấy, nó là bộ chế nó tự động nó hút luôn. Đấy. Anh em lưu ý giúp em nhé.